phước xin kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 14 tháng giêng năm 2020 đến với bản tin hoạt thành đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự thế giới và iv news với minh thúy để mở đầu với phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự thế giới với thành trang kính thưa quý vị đến với nhận định và phân tích thời sự thế giới hôm nay thành trang xin gửi đến quý vị bài viết sau đây Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cổ vũ ông Trump trong việc giết chết tướng Qasem Soleimani, mặt khác tìm cách bảo vệ cho Do Thái tránh cuộc xung đột Mỹ-Iran. Vào ngày 3 tháng 1, 2020, lực lượng không quân Hoa Kỳ đã phóng hỏa tiễn giết chết Qasem Soleimani, một tướng quan trọng của quân đội Iran trong lực lượng cách mạng Hồi giáo đang trực tiếp chỉ huy những lực lượng ngoại biên của Iran để gây rối và khủng bố trên khắp vùng Trung Đông và có thể lan rộng khắp thế giới. Máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã nhắm vào đoàn xe của Qasem Soleimani gần phi trường quốc tế Baghdad, thủ đô Iraq, phóng hỏa tiện và giết chết Soleimani ngay tại chỗ. Chính phủ Iran sau đó 7 ngày, ngày 7 tháng 1 2020, trả thù bằng một cuộc tấn công hỏa tiễn bắn vào căn cứ Al-Assad của Mỹ và Liên quân ở Iraq. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sau khi đã giết chết Qasem Soleimani rằng ông ta là một người khổng lồ ư, ông ta không còn là một người khổng lồ nữa, ông ta đã chết. Hầu hết người Do Thái rất tán đồng với tuyên bố của Trump. Lực lượng do Soleimani chỉ huy được đặt tên là lực lượng Quds đưa ra những ý đồ nguy hiểm để đạt mục tiêu của nó. Đối với người Do Thái từ lâu, Qasem Soleimani đã được coi là kẻ thù lớn nhất của họ, người có kế hoạch toàn diện để bao vây và đe dọa đất nước Do Thái tứ bề, để và cuối cùng tiêu diệt Do Thái. Ihad Yari, phóng viên người Do Thái nổi tiếng ở vùng Trung Đông, đã đăng bản tin vào tối thứ Sáu, ngày 3 tháng 1, 2020, nói lên cảm xúc của nhiều người khi gọi Soleimani là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với Do Thái kể từ sau chiến tranh độc lập và so sánh soleimani với hatred của đức quốc xã trưởng bang giết người do thái gọi là holocaust theo báo cáo của do thái từ chính quyền obama đến trump chính phủ do thái đã hơn một lần yêu cầu chính phủ hoa kỳ cho phép ám sát tướng soleimani của iran tuy vậy mỗi lần yêu cầu như vậy đều bị mỹ từ chối benjamin netanyahu không có thời gian để thư thả rút ngắn chuyến công du nước hy lạp Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái đã dành thời giờ hỗ trợ tích cực cho các hành động của Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng xứng đáng với tất cả tin cậy vì hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và dứt khoát. Thủ tướng Do Thái đã chỉ đạo các giới chức chính phủ tránh bình luận về những điều diễn tiến, thật kính đáo, cần được bảo vệ và chăm sóc hơn nhiều. Theo tin tức của hãng Inet, trong một cuộc họp nội các ngày sau vụ ám sát Soleimani, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng vụ ám sát Soleimani không phải là một hành động của Do Thái mà là của Hoa Kỳ. Chúng tôi không liên quan và không nên bị lôi kéo vào sự tranh chấp đó. Nói như vậy là biết sự tránh né của Do Thái để làm nguội cơn thịnh nộ của Iran. Có một lời điểm cho Thủ tướng Netanyahu là sự việc xảy ra tại thời điểm chính trường Do Thái không yên ắng vì sợ không thể thông qua ngân sách quốc phòng rất cần thiết để chống lại mối đe dọa của Iran. Biết đâu biến cố này sẽ giúp Thủ tướng Netanyahu dễ dàng đạt được sự đồng thuận của Quốc hội Do Thái để thông qua ngân sách quốc phòng. Thêm nữa, Thủ tướng Netanyahu đang đối diện với những chỉ trích về cuộc bầu cử mà ông ta ra ứng cử 3 nhiệm kỳ liên tục và cuộc bầu cử vào tháng 3 vừa rồi nay vẫn còn khiếu nại. Chắc ông ta may mắn có thể vì vụ ám sát đã thay đổi trọng tâm của chu kỳ bầu cử và chống lại sự yêu cầu miễn truy tố. Mặc dù nếu có việc Iran tấn công Do Thái có thể gây tổn hại đến uy tín của ông với tư cách là bậc thầy về an ninh và chính sách đối ngoại, vậy nếu có cuộc tấn công từ Iran thì xem ra rõ ràng Do Thái đã trở nên kém an toàn hơn dưới sự lãnh đạo của ông. Dù vậy, Thủ tướng Netanyahu tỏ ra rất tỉnh táo, chứng tỏ ông đã có kế hoạch phòng bị vững chắc. Sự đe dọa vượt biên giới Do Thái có những lý do chính đáng quan trọng để tránh sự kích động từ Iran. Vì các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở biên giới gồm Hamas, Jihad, Hồi giáo ở Gaza và nguy hiểm nhất là Hezbollah ở Lebanon mà tướng Soleimani có mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các lực lượng khủng bố này. Do Thái biết trong những lực lượng đó, có nhiều nhân vật khủng bố khét tiếng khó lường. Trong khi quân khủng bố Hamas lên án Hoa Kỳ giết chết Soleimani để bắt nạt tạo ra tranh chấp và biến động trong khu vực, chỉ để phục vụ lợi ích sự xâm lược của Do Thái. Do Thái trước đây là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố được hỗ trợ của Iran, bao gồm cả vụ đánh bom đại sứ quán Do Thái ở thủ đô Argentina, Buenos Aires vào năm 1992, Do Thái cũng đã chiến đấu với một cuộc chiến tốn kém chống lại khủng bố Hezbollah vào năm 2006 và chịu đựng hỏa lực gần như liên tục từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở giải Gaza. Sau khi giết chết Soleimani, Do Thái được Iran ngắm đến là mục tiêu để trả thù. Mohsen Rizai, cựu giám đốc của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran, hiện đang giữ chức tổng thư ký Hội đồng bảo vệ cách mạng Iran tuyên bố, nếu Trump trả đũa Iran về việc trả thù cho Soleimani, chúng tôi sẽ tấn công Haifa, Tel Aviv và sang bằng Do Thái. Mặc dù lo ngại về việc khiêu khích Iran, chính phủ Do Thái mong muốn duy trì sự răng đe đối với họ. Đây là một bước đi khó khăn trong cuộc tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Do Thái Kass, người nói, dù cơ hội không cao, nhưng có thể xảy ra, Iran có thể bị Do Thái kéo vào biến cố này. Phải rõ ràng với họ rằng chúng tôi sẽ đáp trả với lực lượng lớn lao với bất kỳ cuộc tấn công nào. Vũ khí nguyên tử được Thủ tướng Netanyahu nói ra trong cuộc họp công khai và được truyền hình trực tiếp thu hình vào ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 5 tháng 1, 2020, trong những gì có thể tăng cường răng đe và tránh những kẻ phá hoại an ninh đất nước Do Thái, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập đến khả năng nguyên tử của Do Thái. Thủ tướng Netanyahu làm như vô tình gọi Do Thái là một cường quốc nguyên tử, trong khi thảo luận về một thỏa thuận mới được ký kết với Hy Lạp để xây dựng đường ống dẫn khí đốt Ismet tới châu Âu. Rồi Thủ tướng Netanyahu nhanh chóng tự điều chỉnh danh từ nguyên tử. Ông nói Do Thái có năng lượng Energy Power thay vì Nuclear Power trước khi nở một nụ cười khẩy. Đây có thể là hành động khôn khéo của Netanyahu để nhắc nhở Iran rằng do Thái đang thủ đắc vũ khí nguyên tử, chở đùa. Chính phủ do Thái chắc chắn rất hài lòng về vụ ám sát Soleimani và hy vọng rằng hành động này cùng với sự gia tăng nhận thức về sự chống lại hiện diện của Iran trên khắp Trung Đông sẽ hạn chế khả năng đe dọa an ninh đối với lãnh thổ do Thái trong khi Tổng thống Hoa Kỳ quyết định rút quân đội khỏi Syria và việc ông báo hiệu về một mối quan hệ khả dĩ với Iran đã khiến nhiều người mất lòng tin, trong đó có Do Thái. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cổ vũ ông Trump trong việc giết chết tướng Qasem Soleimani, mặt khác tìm cách bảo vệ cho Do Thái tránh cuộc xung đột Mỹ-Iran của tờ The Asian Report, bài dịch của Lê Thành Nhân hình trang xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kỹ sư lê thành nhân